Gấu quỷ, cơn ác mộng kinh hoàng của người dân Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 20. Phần 2. Con gấu quỷ Keisuke tiếp tục quay lại làng Sankebetsu. Lần này, nó không e dè nữa mà xông thẳng vào ngôi nhà chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ để tấn công và cấu xé. Với cơ thể khổng lồ nặng tới 380kg và cao 3m, gấu quỷ nhanh chóng tạo nên nỗi khiếp sợ. Vì bảo vệ đứa trẻ nhỏ, người phụ nữ đã ôm chặt lấy con mình, mặc cho gấu quỷ lôi vào rừng. Phát hiện ra sự việc, dân làng Sankebetsu tập hợp những người đàn ông lực lưỡng, dũng cảm vào rừng săn bắt gấu và trả thù cho những người đã bị chết oan. Lần theo vết máu, họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, toàn thân đứa trẻ vấy đầy máu, còn người phụ nữ thì bị vùi dưới tuyết, cơ thể chỉ còn một nửa. 50 người khỏe mạnh nhất làng đã tập hợp lại chuẩn bị cuộc trả thù gấu quỷ. Họ trang bị súng, các loại bẫy để vây bắt quái thú